Chị Vàng xin bày. Chào anh em, hôm nay sẽ chế biến món cơm cà ri của Nhật. Để cho bác đôi dép. Đây, hôm nay bác Kimura sẽ hướng dẫn anh em làm món cơm cà ri. Cái gân bò này thì phải cho vào nước nóng. Xong thì ông ấy cũng phải bận đi. Xong sẽ nhấc lên và rửa sau. Còn thịt bò nhỏ kia thì đã trước. Lấy kia một cào dùng cho nhanh. Món này món cơm cà ri. Xíu tổ cổ sổ ở đây mà. Gó hàng ta được thay tao. Thay tao. Ừ. フライパンってもう一個あったっけ？フライパンもう一個あります。ある？はい。これがさ、ボールでもいいや。これあれになったら玉ねぎ先。ハンチョス、ハンチョス、ラムハンチョス、ラムハンチョス。玉ねぎ先。はい。Hành sẽ làm trước và cho vào cùng với Nico đây. Cắt hết luôn. Nico to. Để ta tổ これをちょっと仮に置きたい。これ。どうだった？玉ねぎ。玉ねぎ全部が。全部。そのまま入れて。全部。うん。入れてください。Cho thịt bò vào nước sôi. Xong thì vớt cái thịt bò đã xào vào cái chảo khác. Ok. こんくらいにしてもらえるかな。はい。適当でいいんですけども。はい。じゃあ chuyển cái chảo sang. À, còn là cái nước và cái dầu và cái vụn vụn dưới thì sẽ cho cái hành vào đảo. これはちょっと茶色くなるまで、はい、炒めます。はい。だからね、lúc nó vì nó toàn toàn đi cho nó héo nó tắt lưỡi để thấy được. すきました。お腹すきましたか？はい。すごい。友達は何を？何の仕事してるんですか？印刷中。印刷中。はい。なんか、バンナ、コンペシー、ナオナムゲイン。そうですね。除雪の方が大変ですよ。溶接も大変です。はい。でも、ベトナム帰って、仕事、はい、お金になる。はい。仕事とかは、なんか、給料もいい、うん、はい、いいと思います。日本の仲間は親切に教えてくれてる？Bác bảo là các đồng nghiệp người Nhật thì có chỉ bảo tận tình nhiệt tình không? Xin xét xử được. Cái hành nó bên dưới nó hơi bị cháy một chút nên là bác vừa mà chế một tí nước ruột thịt bò sang để cho đỡ cháy. Kinh nghiệm nấu cà rê thất bại anh em nhiều lần rồi nên là giờ có tăng cao. Cắt đôi xong cắt tư. Không mắc các thổi cả nó. Cắt nhỏ ra thôi. Ra đến phần thái nhỏ ớt. Đây. Được,
chịu nữa không? Xong khi thịt bò gân bò đã mềm rồi thì bác ấy tiến hành vớt ra và lấy cái nước luộc thịt bò cho vào trong cái nước cái chảo đang còn nấu cà rốt và hành tây. Rồi sao sao? Được. Sau đây thì sẽ các cái chất hết cái nước vào trong cái chảo nấu thì sẽ lấy thịt bò ra. Hot, cái nước vừa luộc xong nó hơi nặng nên là phải cho nước lạnh vào cho dễ chế biến. Kirimasu ka. Tốt hơn được. Tại bằng đầu ngón tay một lòng tay các bạn. はい。 新しい料理ですか?はい。ああ。夏でもあまり暑くない。はいはい、わかりました。はい。さあ、ベンヤム。火力も強いから、あっという間にできる。はい。さあ、ベンヤム、エディアニアンさん、準備ベッドじゃ、ほんじゃ、ください。はい。来、ロンキン、じゃ、ロン、ノイル。 Đây, bây giờ thì cái cà rốt và cái hành tây thì nó đã chín rồi. Bây giờ đợt chắc là sẽ cho potato vào. Cái này. Rồi. Rồi cho cái gia vị vào. Gia vị thì nó sẽ có kèm theo mấy cái trong cái gói này luôn các bạn này. Bouillon này. Bouillon. Bouillon là cái gói gia vị của nó vào đây. Cho hết. Trong này có 2 gói. Thì sẽ cho vào hết. Và khi nó hơi mềm rồi thì cho tất cả vào cái nồi này. Phải. Trong này bây giờ là có thịt bò, gân bò, cà rốt, hành tây và gia vị của gói bouillon. Tiếp tục cho thêm nước các bạn ạ. Bạn cho lại sắp sắp mặt của chỗ nó mềm. Sau đây bác sẽ luộc cái động khoai tây cắt rồi cho nó mềm thì nấu cho nhanh chín. Bình thường là bác để đây bác nấu luôn. Thì đã cho nước nôi vào rồi thì lợi hết rồi thì đậy nắp và nấu thôi. Đây các bạn. Hôm nay thịt bò và gân bò, cà rốt, hành tây gì nó trong này hết rồi. Gia vị trong này hết rồi. Cái này thì là khoai tây đem luộc cho nó mềm xong bỏ vào luôn. Nước cái nồi này đã sôi thì bây giờ bác cho cà chua và cà tím vào. Ta bừng ra qua ra cây. Ra qua ra cà cửa này mất rồi. Nắp của nó. Bây giờ sẽ cho cái cà chua và cà tím vào đảo lên cho nó mềm hai cái thứ này. Bây giờ bác sẽ cho cái miếng cà rê vào, cho hết một nửa hộp các bạn, 6 cục cho thêm. Cái này nó mới được đi được không? Hay đi được. Cho thêm mấy miếng cay vào cho nó mút chỉ. Và 6 cái cay vừa và 6 cái cay lớn. Sau đấy thì sẽ nó sôi và nó sẽ tan ra. Đặt luôn trong cái nồi luôn. Hay. À. Bây giờ thì bỏ qua một tủ lạnh thì hơn vì để ngoài thì nó bị ỉu. Sau một hồi nín đậu thì cái nồi nó đã đặc hơn rồi. Bác cho thêm một gói gia vị và cái mùi của cà rê. Rất là thơm à. Có cái kéo đâu ta? Có đây.
bác rắc thêm một cái bột cà ri vào thì nó sẽ đặc, nó sẽ thơm hơn. Nữa không? Không, không. Đi quay. Cho thêm 6-4 cục to này vào các bạn ạ. Chưa đủ à? Nó đặc luôn cái nồi luôn. Đấy, giờ đặc, rất là đặc quánh luôn. Ta đi rửa. Cái này là... Hay. Hay tốt rồi mình ăn. Lại cơm múc ra ăn đi anh em. Quý múc cơm. Kêu ăn tần tần đi, múc nhiều vào. Em ăn nhiều lắm. Múc tần vào, chỗ ăn tần múc vào. Đấy là thành phẩm của cái bữa cà ri hôm nay các bạn này. Hai ơi, chỗ có lau cái chỗ của bạn. Cô đưa nè. Khá đây. Hay. ですよね。でもここの中には嫌いな人もいる。じゃあもういかばんじゃん。あやまね。どうぞ。いただきます。いただきます。よくまんやんかいやんちょうてんむこっぽっかいばわいにゃん。うん。うん。辛いですよ。うん。Không biết thì sai hưởng thì học cũng đấy. Ừ, đúng rồi.